Hi everyone, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Nightmare Gameplay. Mình chào xin đi tái với game này với Bandy and the Ink Machine. Chơi tình yêu đầu tiên mình cùng bạn khám phá trong đồ nội dung ngày hôm nay nhé. Let's go. Joey Drew Studios Defeating Ink Machine Ignition Chapter and Chapter 2 The Ocean. Then maybe I can open it. Flooded it. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. Tầm nhiều thứ tự của những bộ của mặt trận tránh vua lông kia đôi và dưới trước khi làm do cần phải bật máy quay thì bạn là kia hình ảnh này. Benjamin.
khi nhận được tin tức của những bộ trưởng này thì chắc chắn cười với trường của Nga không? Sorry I had to do that. Nice hat though. Okay, that should do it. It's Granny.
start the loan now. Thank you.
Dragon Carbon Spray này. Spark Lock này. Ok, đây thôi. Và một cái Spread Dog Wind đó. Create the wind handle. Thank you.
đồ băng này. Nếu cái được không? Mỗi lần chiếc bẫy được sử dụng cho cần gặp lại nào bạn nhé. Phải làm kỳ nào. Thật sự cao từ dưới dưới như một quả dấu vậy nhỉ. Chào các bạn. Forest Man State. Đây lúc xong bị chặt hoàn thành xong rồi. Ai được vị trí nữa? Đấy, lúc xong chúng ta vào đây. Master sẽ được hết ở đây. Đây sẽ kìa, đây sẽ kìa.
Ok, cho mọi chủ chơi chạy đến cổng thì chúng ta sẽ phát hiện được lắp vàng. Các bạn chuyển qua tiếp theo nào. À không, Ocean Arena Island. Tìm đủ 8 trang sách, trang giấy để có thể đủ điều kiện trốn nắp ở đây nào các bạn. Cái kiểm tra sẽ sử dụng để thoát ra để yêu cầu đủ 8 trang giấy các bạn. Cho cần đi qua tất cả từng phòng vậy. Cho nên phải mất công quay trở về kia để ăn bộ sự bị thương. Một đoạn nước thần sẽ giúp chúng ta có thể hồi lại máu quá. Tiếp theo nữa trong video này và xe bên đi lăn. Thank you.
like I finish it. Just like now. Attach the game seed and that's a few. Trở quay giúp chúng ta đánh đọc thứ sự chú ý của Silent Hack vậy. Let's find our parents in the field. Cho mở được thêm hai chiếc sỏi nữa cho hoàn thành điểm thứ nhất này bạn nhé. Tù thành 8 điểm cho sẽ tiếp được khóa cái này của chúng ta. Snail 2 or Snail Riding 2. Let us find 7 sai to escape from Snail Man. You will cry my name. Đó, ok, giống như thế này bạn nhé. Thì có tất cả những dấu hiệu như này có thể tự cứu lấy được chính bản thân mình trong đồng thời bạn. Chơi vui. Chơi vui về mặt first. That's all, in this game. Còn giờ sẽ tiết kiệm cuối cùng nào. Five Nights at Freddy's.
Everything is okay. Và đây qua tới đến cuối cùng thì các bạn cảm ơn mình hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.